Xin chào các bạn thân mến, hôm nay mình làm video chia sẻ đó là chúng ta sẽ thiết kế website và bây giờ mình sẽ thiết kế cái menu nha các bạn. Như những video trước mình đã chia sẻ cho các bạn, chúng ta làm cái menu đơn giản như thế này và bây giờ mình sẽ tạo một cái menu giống như cái menu này của mình đây ha các bạn. Các bạn sẽ vào trong cái trang shop www.nguyentrọnghiện.com, mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách chúng ta sẽ làm cái menu như thế này nha các bạn thân mến. Để các bạn tạo được cái menu như thế này thì chúng ta sẽ vào cái trang quản trị, các bạn sẽ vào trong trang quản trị website của mình. Rồi bây giờ mình đã vào bên trong cái trang quản trị này của mình rồi. Mình sẽ tải một list in làm menu, đó chính là chúng ta sử dụng là vertical menu. Rồi các bạn sẽ vào bên trong đây, các bạn chọn cho mình list in nha các bạn. Các bạn chọn cho mình là add new. Rồi sau đó là các bạn tải một cái list in có tên là vertical menu nha các bạn. Đây nè các bạn, đây là cái list in vertical menu custom ha các bạn. Các bạn sẽ chọn vào cho mình chỗ là install now. Các bạn chọn vào trong đây. Sau khi các bạn cài đặt xong rồi thì chúng ta sẽ làm những cái bước tiếp theo. Rồi tới bước này á là các bạn đã cài vào xong rồi ha các bạn. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình ở đây là Active ha, chọn vào cho mình. Đã cài đặt xong rồi, nằm ở đây đây. Rồi để chúng ta tạo một cái menu cho cái website ở đây thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên các bạn vào Appearance, các bạn chọn cho mình là cái menu. Rồi, tiếp theo nữa là các bạn sẽ tạo cho mình một cái menu mới ha các bạn. Re menu. Và sau đó các bạn để là cái menu, các bạn để đây là vertical menu sản phẩm ha. Rồi các bạn chọn re menu. Và tiếp theo nữa là các bạn chọn cho mình á là chỗ này nè ha, tích vào đây cho mình là vertical menu. Đưa những chuyên mục rồi đúc category ha các bạn. Mình sẽ đưa vào đây những cái chuyên mục sản phẩm, mình sẽ đưa vào đây. Rồi, các bạn sẽ đưa vào đây một số cái chuyên mục sản phẩm ở đây nha. Các bạn add nó qua. Rồi chúng ta sẽ có những cái chuyên mục cho cái menu vertical menu đây. Các bạn save nó lại. Và các bạn về cái trang này nè, các bạn sẽ chưa thấy gì hết ha, nhưng mà ở đây cái menu ở đây á nó nhảy lộn xộn hết. Các bạn không cần quan tâm nha. Sau đó các bạn sẽ lấy menu này ra bằng cách như sau. Các bạn sẽ chọn vào cho mình phần customize, các bạn chọn vào đây. Sẽ chọn vào cho mình á phần header. Ở đây các bạn nhìn thấy nè, chúng ta có cái phần là my menu ha. Các bạn sẽ chuyển cái main menu này về ở chỗ giữa ha các bạn. Và sau đó các bạn nhìn thấy ở đây nè, có cái vertical menu nè, các bạn đưa nó về cái góc này nha. Đó thì chúng ta sẽ có một cái menu như thế này ha, danh mục sản phẩm nè nha các bạn. Rồi chúng ta chọn vào đây là public. Rồi, sau khi chúng ta có cái phần menu ở đây rồi thì chúng ta sẽ chọn vào đây, tắt nó đi. Thì các bạn sẽ có cái sản phẩm ha. Sản phẩm ở đây. Đây nè. Đó, cái menu như thế này nha các bạn. Rồi, mình sẽ đăng sản phẩm lên ha các bạn. Mình sẽ đăng sản phẩm lên thì mình sẽ lấy một số cái sản phẩm ở đây. Mình sẽ đăng một cái sản phẩm ví dụ như laptop và IT đi, mình sẽ lấy về ở bên đây nè, laptop IT đi. Đăng một số cái sản phẩm cho các bạn xem. Mình sẽ lấy cái sản phẩm micro. Rồi mình sẽ tải cái hình này về ha. Rồi tiếp theo nữa là cái hình này. Hai cái. Ba cái. 4 cái. Rồi bây giờ mình sẽ đăng bài viết này lên ha. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn á làm với cái thao tác là copy, đỡ mất cái thời gian ha các bạn. Các bạn sẽ về cái trang quản trị nè. Các bạn sẽ về trang quản trị. Chọn cho mình ở chỗ rồ đúc ha các bạn. Các bạn sẽ chọn vào cho mình ở chỗ là add new. Rồi sau đó là các bạn sẽ copy cho mình cái tiêu đề sản phẩm nè. Các bạn sẽ paste nó vào đây. Rồi bây giờ mình sẽ tới cái nội dung ha các bạn. Bây giờ cái nội dung. Đây là nội dung mô tả nè. Ở đây ví dụ như mình sẽ làm phần này cho nó nhanh thôi các bạn. Đó, các bạn sẽ copy những cái phần này đây. Rồi đây là cái nội dung mô tả nè. Rồi tiếp theo nữa là sản phẩm ở đây ha. Mình sẽ copy nó đây. Để copy. Rồi mình sẽ dán nó vào đây là mô tả trên đây nè. Rồi tiếp theo nữa là cái giá đây á. Ví dụ như các bạn nhìn thấy đây nè. Giá đây là giá của nước ngoài ha, đơn vị nước ngoài. Mình muốn sửa lại á là của Việt Nam thì mình cứ sửa ha. Bây giờ mình sẽ để giá đây là cái sản phẩm này là có giá 900.000 ha các bạn, 900.000 nhưng còn lại là 440.000. Rồi mình sẽ qua bên đây nè. Mình sẽ chọn vào đây. Mình sẽ chọn vào đây nè. Giá 900.000 nè. 900.000. Ví dụ nha các bạn. Rồi còn lại 440.000 nè. Rồi
chọn vào trong cái tất cả các chuyên mục nè ha, tất cả các cái danh mục ở đây, và mình chọn vào ở chỗ là laptop và IT ha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ chọn cho mình đó là xét product email, các bạn tải nó lên, tải cái hình lúc nãy mình lên nha. Các bạn sẽ chọn vào cho mình sản phẩm nè, rồi cái sản phẩm ở đây hình này ha. Rồi tiếp theo nữa các bạn sẽ chọn vào cho mình chỗ là add product category email ha, các bạn sẽ chọn vào đây và các bạn lấy một số cái hình ảnh ở đây ha, ở đây nè. Rồi sau khi các bạn lấy một số hình ảnh ở đây, các bạn add nó public ha. Tiếp theo nữa là mình sẽ về cái trang ở bên ngoài đây nè ha các bạn. Mình sẽ về trang bên ngoài mình xem cái kết quả nó như thế nào. Chúng ta sẽ chưa thấy gì hết ha. Các bạn sẽ vào bên trong cái trang shop nè. Thì các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta có một cái sản phẩm ở đây ha các bạn. Đây nè. Đó, chúng ta sẽ có một cái sản phẩm. Nhưng khi các bạn xem á là cái tiền này á là tiền của nước ngoài nha. Bây giờ mình muốn chuyển lại thành của tiền của Việt Nam thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn sẽ về cái trang ở đây nè ha các bạn. Và các bạn sẽ chọn cho mình cái phần là setting ha. Khi đó là các bạn đánh cho mình địa chỉ, ví dụ như mình ở địa chỉ là Lê Văn Khương, rồi quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, ví dụ như vậy ha các bạn. Rồi các bạn chọn vào đây nè. Ví dụ như Việt Nam. Rồi các bạn để là Việt Nam nha. City, các bạn để là Hồ Chí Minh. Rồi zip các bạn để là 700 ngàn của Hồ Chí Minh nha. Rồi ở đây á các bạn sẽ chọn cho mình á là Việt Nam đồng nha các bạn, Việt Nam đồng. Các bạn chọn vào Việt Nam đồng ở đây nè. Và các bạn sửa dấu phẩy này lại thành dấu chấm nha. Rồi, các bạn bỏ cái số 2 này đi. Cái số 2 này là cái số 2, số 0 ở phía sau này nè ha các bạn. Đây, phía sau này nè. Rồi, bỏ để đi ha. Mình để là 0. Rồi các bạn save nó lại. Sau đó các bạn về đây nè, các bạn refresh nó lại là nó sẽ có thay đổi nha. Các bạn refresh nó lại. Đó, là các bạn nhìn thấy nè. Đồng Việt Nam nè ha, 900 ngàn nè, nó giảm giá còn lại là 440 ngàn, đúng không? Rồi bây giờ á, mình muốn đưa chữ đồng này về mé bên tay phải thì mình sẽ chọn vào bên trong đây nè ha các bạn. Chọn vào đây nè, các bạn chọn vào chỗ là Right nha. Save nó lại và các bạn refresh nó lại. Rồi ở đây ha các bạn. Đó là chúng ta đã thêm vào đây một cái sản phẩm. Rồi các bạn nhìn thấy nè, mua ngay nè. Thấy không, mua ngay ách chu kẹt vậy nè. Đúng không, bây giờ mình sẽ bỏ cái chữ mua ngay này đi ha. Ở dưới đây có cái nút mua ngay nè ha các bạn delete nó đi. Các bạn sẽ vào trong đây. Rồi các bạn sẽ bỏ đi cái phần này đi nè. Rồi các bạn sẽ thấy nè. Rồi các bạn sẽ update nó lại nha. Update nó lại. Update. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta sẽ có cái ad chu card này ha. Đó, ha. Rồi ví dụ như mình mua hai sản phẩm đi, hai sản phẩm, ba sản phẩm gì đó. Đó, như thế này nha. Và các bạn ad chu card nha. Rồi. Bây giờ mình sẽ về cái trang này nè, trang chủ nha các bạn. Trang chủ mình muốn chỉnh cái menu này nè cho nó giống với cái màu xanh này ha, thì mình sẽ làm như sau. Và các bạn chọn cho mình ở chỗ là customize ha, customize, chỉnh cái menu này lại ha. Rồi các bạn sẽ chọn vào header. Rồi các bạn chọn cho mình ở phần header button, bỏ cái bảng mã nó vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta có một cái menu như thế này nha. Bạn muốn để màu nào cũng được, nhưng mà mình làm cái này để cho các bạn xem, để các bạn làm ha. Đó, nó bằng nhau giống hết luôn ha các bạn. Đó, chúng ta sẽ làm như thế này. Đó, các bạn muốn để cái màu nào cũng được hết á ha các bạn. Đó, màu nào cũng được, nhưng mà đây mình muốn để cho nó màu xanh luôn ha các bạn. Rồi mình chọn là public. Đó, như thế này. Rồi sau khi các bạn có cái phần này rồi, cái sản phẩm chúng ta đưa lên rồi, thì bây giờ á các bạn nhìn thấy là shop, chúng ta chọn vào đây thì chúng ta sẽ thấy là shop ở đây ha. Rồi các bạn muốn đưa chuyên mục của IT này lên trên top đầu ở đây nè ha, thì các bạn sẽ vào bên trong appearance menu, thì các bạn sẽ kéo cái phần này nè lên trên đây nè, thay đổi vị trí nó lên top đây ha. Các bạn save nó lại và các bạn refresh nó lại. Đó thì các bạn sẽ nhìn thấy nè, chúng ta có một cái phần này nè, laptop IT ha. Đó, các bạn sẽ được cái sản phẩm như thế này nha. Như vậy là các bạn đã có cái sản phẩm này rồi ha các bạn. Đây các bạn vào trong shop nè, chọn vào trong shop, các bạn đã đăng lên được ba sản phẩm rồi ha các bạn. Đây cái giá của nó đây nè các bạn, vô dưới đây coi nhanh nè, ad chu kẹt ha. Đây nè,
Đó thì các bạn sẽ nhìn thấy nè, chúng ta đã thực hiện xong rồi ha các bạn. Và video hôm nay mình chia sẻ cho các bạn thứ nhất đó chính là chúng ta tạo ra cái menu đăng sản phẩm lên ha các bạn. Rồi video tiếp theo mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách chúng ta sẽ đưa sản phẩm mình ra trang chủ như thế nào. Rồi như vậy video hôm nay mình chia sẻ đến các bạn đến đây là hết. Các bạn xem video mình thấy ích, các bạn hãy đăng ký chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn thành công.